cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Huỳnh Trương Tỉnh Gia. Rồi. Em năm nay 27 tuổi, blues ạ. Em sinh sống và làm việc hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm công việc là nhân viên văn phòng ở phòng hành chính nhân sự ở quận Tân Bình. Tỉnh Gia tức là gia đình yên tĩnh bình an. Dạ đúng rồi, nhưng mà em hay vui nhộn lắm, lúc nào em cũng vui vẻ hết. Vui vẻ. Vậy đó em cuộc sống mà nó áp lực quá, vui vẻ đi em ha. Dạ vâng. Đó. Dạ nhưng mà 27 tuổi blues là sao chưa hiểu ạ? Dạ là em mới qua 27 á chị ơi. À tức là 27 cộng á hả? Dạ đúng rồi. Điện thoại đó. Em chưa muốn 28 ạ. Dạ bây giờ đến phần giới thiệu của nhà gái ạ. Em chào tất cả mọi người ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào bạn nam ở bên cạnh ạ. Em tên là Nguyễn Hùng Nhung, nickname của em là Nhung KG. Em sinh năm 1996. Trước đây thì là em làm việc tại Hà Nội, nhưng mà em mới vào Sài Gòn làm tại vì chương trình báo là đã tìm được một bạn, nó cũng khá phù hợp với cả tiêu chí em đưa ra, nên là kiểu em cũng khá là máu. Em đã vì một ai đó mà em đã rất là gấp gáp như vậy đó, nên là hy vọng là sau ngày hôm nay thì em sẽ tìm ra một cái người phù hợp với mình, nói chung là người yêu đi, chứ em cũng nhiều bạn. Nhà gái lành quá ha. Dạ vâng. Nhà gái rất là lanh luôn á. Một chút nó mở rào một cái là hai nhà tự nói chuyện với nhau luôn, không cần ông mai bà mối nữa. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì, nói cho bên Kenji biết đi. Thì ưu điểm của em hiện tại là luôn luôn đồng cảm với người khác. Thì giống như em luôn đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác đó, trước khi mình xử lý một tình huống gì đó. Đúng, chính xác. Thì đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của em luôn. Tại vì mình thường đặt vô vị trí của người khác, thành ra mình thông cảm cho người khác, nên thành ra mình cứ nhẹ nhàng với họ, giống như là mình tha thứ cho họ nếu mà họ có lầm lỗi đi chăng nữa. Cái đó là tốt mà. Tại vì mình hay đồng cảm với người khác. Đồng cảm ra mình hay. Cũng đừng đồng cảm quá. Dạ vâng. Nó nhiều khi cảm xúc đó, nó quyết định sai đó. Dạ. Có cái tật xấu gì không nè? Tật xấu của em thì hiện tại là thức khuya tới tầm 1-2 giờ sáng. Tại em làm bên phòng quản lý nhân sự á. À. Cho nên thành ra mình điều chỉnh lại. Điều chỉnh trừ lương. Nhân sự nào mà thức tới 1-2 giờ cho em điều chỉnh? Em cũng hơi thắc mắc. Dạ. Điều chỉnh danh sách thôi. Dạ. Mà bạn nữ ơi. Dạ. Vâng, cho mình hỏi là bạn muốn hiện tại là bạn muốn vào Sài Gòn này mình sinh sống và lập nghiệp luôn hay sao ạ? Vào Sài Gòn là em sinh sống và lập nghiệp luôn ạ. Vâng. Lập nghiệp luôn ở Sài Gòn em luôn. Làm công việc gì? Dạ em đang làm về livestream bán hàng. À vậy hả, trời thì lanh quá trời lanh. Em bây giờ em thử em livestream quảng cáo chương trình bạn muốn hẹn hò đi. Qua tôi coi nhà gái livestream coi nha. Coi trực tiếp luôn. Mọi người ơi, mọi người có nhìn cái chiếc váy mà Nhung đang mặc cho cái buổi livestream ngày hôm nay không ạ? Nếu như mà mọi người nhìn ấy, thì cái chiếc váy này ấy, nó chỉ là một cái chiếc váy bình thường thôi nha. Thế nhưng nếu như mà mọi người được nhìn cái chiếc váy này ngoài đời ấy, nó cũng chỉ là một chiếc váy bình thường. Nhưng mà đặc biệt là sao ạ? Chiếc váy này đang có mặt tại buổi ghi hình của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha mọi người ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một vị khách mời, đó là MC Nhung KG. Hy vọng là hôm nay bản thân em sẽ tìm được tình yêu cho mình. Wow. Vậy mà không live stream bán luôn váy luôn. Chiếc váy này hôm nay có mặt tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, ai mua nhiêu giá nó là 150.000 một cái chiếc váy. Bây giờ là sẽ bán được với mức giá khoảng tất cấp 10 đấy chị. Nên ưng cả cơm tươi, cái váy này là nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em chỉ mặc hai lần, lần thứ nhất là sinh nhật của em và đó là một ngày mà em thấy nó là ngày vui nhất trong cuộc đời em ấy. Thì hôm nay em cũng mặc chiếc váy này lần hai thì em cũng hy vọng là nó cũng sẽ may mắn như là cái lần đầu tiên đó. Và em ơi, chị cũng có một số cái sản phẩm mới nên là sau chương trình này em có thể chị hợp tác với em để livestream em nhỉ. Rồi, ưu điểm của Hồng Nhung là gì nào? Em nghĩ là em là người thẳng thắn trong tất cả mối quan hệ. Cái mà anh ấy chia sẻ về cái sự đồng cảm thì em thấy là khá là giống em, nhưng mà là thời điểm trước đây, tại vì trước đây thì em cũng rất là đồng cảm với mọi người và rất là thoải mái như thế, nhưng mà kiểu cái thời gian nó cũng gặp những cái chuyện như anh đó, là cũng kiểu mình cũng thoải mái xong rồi là có nhiều cái nó không ok. Trời ơi, sao thế? Không sao, cứ để cảm xúc tuôn trào đi, không ok là cái gì? Để tôi qua nhà gái có xúc động rồi đó. Bây giờ là có nhà trai rồi, đừng có lo nữa. Nhà trai kia làm nhân sự mà cứng rắn lắm. Nếu như mà có cơ hội được ở gần bạn đó thì có thể là chia sẻ thêm nhiều chút. Tại vì là cái sự thay đổi của em nó cũng là không phải tự nhiên thay đổi được. Em cũng đã từng vì nghĩ cho người khác quá nhiều, đặt mình vào các hoàn cảnh của người khác quá nhiều, cho nên là mình quên đi cái lợi ích cá nhân, quên đi cái bản thân mình đang mong muốn cái gì, nó trở thành một cái thiệt thòi cho mình. Tôi thay mặt nhà trai gửi tặng cái khăn giấy lau nước mắt. Cái thời điểm mà em cảm thấy đã thay đổi nhiều nhất, cái là một cái khoảnh khắc mà em có một cái suy nghĩ rất là thật, đó là khi mà người ta làm tổn thương mình, kiểu hay nghĩ là
chắc là anh nó đang đi làm, nó đang kiểu đang trương đặt cái KPI, nó đang khó chịu hay là vì gì đó thôi, chứ anh nó không phải là muốn nói như vậy với mình đâu. Nhưng mà em thấy là có một cái sự thực tế, và cái này là thực tế, đó là cái cảm xúc của mình là bị tổn thương. Thì mình bị tổn thương thì đơn giản là mình cũng sẽ phải thể hiện cho người ta biết là mình bị tổn thương thôi. Nhưng mà ai làm em tổn thương? Bạn người trai yêu cũ. Vâng. Nhưng mà hãy lau khô những giọt nước mắt để mạnh mẽ lên, thấy không? Bây giờ em có mấy mối tình rồi? Nói chắc là nhiều người không tin, nhưng mà em năm nay 26 tuổi và em có duy nhất một mối tình. Bao lâu? Hơn một năm. Em chia tay với anh đấy và lý do cũng là về em. Công việc của em không ổn và em cảm thấy là em mang rất là nhiều tiêu cực cho anh đấy. Và sau khi kết thúc mối tình đấy thì em quyết tâm là khi mà mình tìm một cái người yêu mới đó thì mình sẽ cố gắng làm sao để cân bằng, để không bị mang lại tiêu cực cho người kia. Em thích nhìn phụ nữ khóc không? Đối với em thì em chỉ thích làm cho phụ nữ cười thôi à, và hạnh phúc thôi. Tại vì đích đến của cuộc sống mình đều là hạnh phúc thôi. Đó, yên tâm, nhà trai sẽ làm cho phụ nữ cười. Vậy nào giờ làm mấy người cười rồi? Em đã trải qua hai mối tình à. Mối tình gần nhất là em đã kết thúc vào 2 năm trước à. Là chuyện tình kéo dài 4 năm thì đã gần tới hôn nhân rồi, nhưng mà nhiều vấn đề trước hôn nhân xảy ra quá, thành ra là hai bạn không đến được với nhau. Vấn đề gì nè? Kể sơ sơ ra cho chị Lan nghe để rút kinh nghiệm. Một phần là tâm lý của bạn nữ chưa sẵn sàng nữa. Đa số là dựa vào kinh tế nữa thì thành ra cũng đổ vỡ. Thì em cũng có một câu là cũng hay đùa á, là khi đi vội vã mà khi về ung dung, thì lần này em cũng mong là mình ung dung đi về với hai người ạ. À. Chứ đi một mình buồn lắm. Em sẵn sàng lau khô nước mắt của Hồng Nhung chưa? Dạ, thì em chắc không dùng khăn giấy đâu, em lấy tay thôi cho nó chân thật hơn. Nhớ rửa tay trước khi lau nước mắt cho người ta nha. Đừng lấy tay, nó cũng hơi không được lãng mạn lắm. Mình hôn lên đôi mắt luôn. Hôn lên đôi mắt luôn. Đúng rồi. Nè, dùng cái môi mình. Hung khô giọt nước mắt. Bảo đảm bạn gái em sẽ hạnh phúc liền. Dạ. Đó, kinh nghiệm của anh là vậy đó. Dạ. Nha. Theo em nghĩ là bạn nữ bên mình chắc cao trên 1m60. Đúng rồi. Năng động. Dáng người thì tầm khoảng 47kg. Thì bạn đó lanh lẹ quá thì em nghĩ là cũng khá mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đối với người ngoài thôi. Chứ những người mạnh mẽ bên ngoài thì bên trong họ yếu lòng đó, lắm. Mới khóc đó. Tại vì em thì cũng giống như bạn đó thôi. Em cũng hay khóc vậy. Hả? Nhưng mà khóc một mình thôi. Em thì chỉ cần đồng cảm trong cuộc sống thôi. Đồng cảm ha. Nói chung là mình khó khăn cái gì hay là mình muốn cái gì mình phải nói ra. Rồi. Chứ mình im lặng nhiều khi mình còn chưa hiểu mình nữa mà. Bạn này rất là tinh tế đúng nha. Đúng rồi, nhờ làm nhân sự là mà. Em có thích thú khi một người đàn ông dùng làn môi của mình để lau khô giọt nước mắt cho em không? Dùng làn môi của mình để lau khô giọt nước mắt cho em không? Chắc là thích rồi, nhưng mà em cũng hy vọng là ví dụ mà em nào mà em hơi tiêu cực một chút thì cũng mong là cái sự đồng cảm nó sẽ cao hơn một chút. Tại vì lúc em tiêu cực là nó cũng tiêu cực lắm đấy nha, nó cũng không mạnh mẽ như này đâu nha. Yên tâm, bên kia là làm nhân sự không có lo. Bây giờ em có một mẫu hình lý tưởng nào nói có giống bên kia không? Em thích con trai chững chạc, trưởng thành, công việc ổn thì bên kia là được rồi đó. Được. Và đặc biệt là em thích bạn trai em hiền, cái này bắt buộc phải có. Em không bao giờ thích bạn trai không hiền đâu. Bên kia nói với mặt hiền khô à. Bên đây làm nhân sự thì cũng dễ thông cảm với người khác lắm. Thông cảm nó hay tính cho thêm ngày làm việc á. Ủa kiểu đó luôn nè. Ừ, nó hiền lành vậy mà. Giờ em thích mỏng cơm hay dày cơm? Thế nào cũng được, em cũng không quan trọng luôn. Vậy chứ quan trọng là cái gì? Tâm hồn và tính cách. Có thấy chưa, một cô gái rất xinh đẹp không yêu cầu 6 múi, mấy múi cũng được, một múi dồn lại cũng được, quan trọng là tâm hồn thôi. Em gái đi với ai vậy? Em đi một mình ạ. Có chị Ngọc Lan để chị Ngọc Lan lo. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp em ạ. Rồi mời đại diện nhà trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Ở bên bạn trai là một người đàn ông của gia đình luôn, rất là có hiếu, sống tốt tình cảm, rất là hiền. Em thì em thấy bạn gái là đúng là gu mà bạn trai em đang lựa chọn luôn. Đúng gu luôn đấy. Dạ. Được chưa? Đúng gu vấn đề. Rồi cảm ơn em trai. Bây giờ mình mở rào đúng. Coi đúng gu như mà bạn thân của gia nói không nha. Mở rào ra cái hết hồn liền. 2, 3. Mở rào. Bắt đầu đi tỉnh gia. Dạ. Dễ thương à. Chào bạn. Mình có bó hoa tặng bạn. Đây chị cầm cho. Còn bó hoa mình này mình tặng cho bạn cũng có ý nghĩa là phụ nữ luôn đẹp tồn tại mãi theo thời gian à. Cho dù năm tháng có pha tàn phai đi. Đây là hoa hồng đúng không ạ? Và tên em là Hồng Nhung, nên là em cứ tổng hợp hôm qua rất là phù hợp. Này nó hơi nặng à. Vâng. Có gì chúc bạn mở ra nha. Vâng. Em cũng có một phần quà tặng anh. Em xin phép mở trước à. Đó. Dạ vâng. Hay đó, món quà. Dạ vâng, này là cuốn sách Đắc Nhân Tâm à. Cuốn sách này đã bán rất là chạy ở trên thị trường à. Rồi, mình vui gà của nhà trai. Mọi người. Wow.
Mình sinh năm 95 là tuổi Ất Hợi. Thì mình tặng một chú heo này, thì mặt mình lúc nào cũng tươi cười giống như chú heo này hết á. Thì bạn cứ buồn thì bạn cứ nhìn vô chú heo này là sẽ nhớ tới mình. Bạn cứ bỏ heo vô cũng như bạn bỏ vô mình vậy. Tâm cơ dễ sợ. Lúc em vào đây thì mọi người cũng bảo em là vào Sài Gòn một thân một mình thì nhớ tiết kiệm nhá. Thế là hôm nay tặng em đúng con heo thì em cảm thấy là như cùng người thân của mình. Khá là rồi. Cảm ơn anh ạ. Được rồi đó. Anh thấy món quà, hai món quà đều có ý nghĩa hết. Đó, hai bạn nhìn thẳng vào nhau nào. Em có thích làm dâu không? Hay là em thích ở riêng? Anh hỏi thích thì em trả lời là em thích ở riêng hơn. Gia đình anh đó thì nó cũng đơn giản lắm. Không nhất thiết là phải làm dâu đâu. Nói chung là mình sống hiếu thảo thì lúc thì mình ở bên nhà trai hay lúc bên nhà gái gì cũng được. Thì quan trọng là của cả hai mình sắp xếp thôi. Em tính khoảng bao lâu nữa tiến tới hôn nhân? Em cũng không có cái khoảng thời gian là sẽ bao giờ tiến tới hôn nhân đâu. Mà em chỉ cảm thấy là hợp và đủ thôi. Đó. Anh thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước mình kết hôn rồi. Mình cứ tìm hiểu, thời gian sẽ trả lời. Thôi mà anh không vội, nhưng mà em nghe kiểu của anh là em biết là anh đang muốn gì rồi nha. Không, thật sự thì anh chưa, thật sự chưa, vẫn chưa muốn tiến tới hôn nhân lắm đâu. Vâng. Vẫn còn yêu đời luôn. Vẫn còn yêu đời luôn. Trời ơi, anh nói cái gì vậy? Thì tự nhiên sao quay xe nhanh vậy? Chuẩn bị tinh thần sẵn hết rồi. Thì bây giờ cho dù có lâu đi chăng nữa thì mình vẫn luôn sẵn sàng. Các bạn hãy nói về kinh tế gia đình rồi con cái trong gia đình thế nào? Em thích con trai hay con gái à? Em thích đầu tiên là con trai, sau đó khoảng 4-5 năm sẽ là con gái. Đối với anh thì con trai hay con gái gì cũng được, tất cả đều là con của mình. Tiền bạc trong nhà ai giữ? Em thích là tiền ai nấy xài á. Nhưng mà mình phải có một cái quỹ chung. Chung. Ví dụ như bây giờ mỗi cá thể mình, mỗi tháng mình có thể làm là lương 10 triệu đi. Thì mình phải dứt ra tầm 30% số tiền đó là vô một cái quỹ chung đó. Còn 70% đó còn lại thì mình chi tiêu tất cả các hoạt động sinh hoạt của mình. Tôi thích nhà trai của tôi đó nha. Chính xác, mà tôi cũng thích nữa đó. Nhà trai tôi rất là sâu sắc luôn á. Có kế hoạch, có chiều sâu nữa. Thật ra là vậy nè, do tính chất công việc của hai bạn nó khác nhau. Bạn này làm cái môi trường tự do, từ nào giờ cũng không gọi là quán xuyến. Cũng không có cái tính chất là phải phát lương cho ai, cho ai, cho ai. Còn bên đây thì tính chất công việc á, lại là phải quán xuyến hết được mọi người. Nó đã ngấm vô trong máu rồi. Không, mà tôi cũng thích cái câu là tiền ai nấy xài. Khi mà em đã suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân thì em nên phải có một cái suy nghĩ là nó có cái sự chung nữa. Vậy của là cả em thiệt hai đó em. Tiền em xài nhưng tiền anh em cũng xài luôn. Tiền anh em cũng xài luôn. Đó, nên như vậy. Cái đó là cái nên nha em. Theo anh là vậy. Bây giờ chúng ta giao lưu chút xíu cảm xúc nào. Đó, hai người nhìn thẳng mắt nhau, nãy mình nói cơm áo gạo tiền rồi. Giờ đến chuyện tình cảm nè. Mình cảm nhận người đối diện như thế nào, nói đi em trai. Mình thì không có gọi là tài giỏi gì cả. Nhưng mà mình sẽ có một cuộc sống bình thường. Khi bạn đến với thế giới của mình thì mình sẽ luôn mang lại những tiếng cười cho bạn. Thì bạn luôn tiêu cực đúng không? Bạn yên tâm đi, mình luôn có một nguồn năng lượng tích cực ở đây. Em thì vẫn đang thứ rất là nhiều thứ linh tinh trong đầu. Không biết nói như nào. Mình cứ đơn giản hóa thôi. Tất cả mọi thứ nó cứ đơn giản lại thôi. Không cần phải sâu xa quá. Sâu xa thì sau này cứ để mình tính sau. Hát cho bạn ấy nghe bài cho bạn đỡ bối rối đi. Mình xin hát bài Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là dạng đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước mặt công chúa đẹp nhất đêm nay, đẹp nhất đêm nay. Rồi, giờ xin hát rồi. Rồi, về chỗ được rồi đó. Đây là giờ phút rất là quan trọng. Nãy giờ chúng ta có thể vui một chút, đùa một chút, nhưng đã đến lúc mình lắng lòng mình lại để suy nghĩ về đối phương xem đây có đúng là người cùng nắm tay chúng ta đi vượt qua mọi thứ khó khăn trong cuộc sống hay không? Đây có phải là một nửa mảnh ghép mà có thể ghép chung với mình được hay không? Hãy đưa ra quyết định cho chính xác bằng nhịp đập trái tim các bạn nhé. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. Nào. 1. Hai. Hết thời gian. Sao vậy bạn gái? Nào, cứ thoải mái thế nào. Dạ. Cứ nói đi. Xin lỗi.
Vâng, không sao. Em chia sẻ một chút là về tính cách của anh rất là hợp với em. Em rất là thích những người có cái tâm hồn như vậy. Thì em cũng mong muốn là mình phải có cái cảm xúc thật sự rung động á. Cảm xúc thì em nghĩ là mình phải chân thành. Và em rất là muốn sau chương trình thì có thể chúng ta có thể kết bạn với nhau và có thể là trở thành một người bạn. Vâng, cảm ơn nhiều ạ. Không sao cả. Dạ. Chúng ta được sống đúng với cảm xúc của mình. Dạ. Rồi trân trọng những điều đó. Nhưng mà anh có chia sẻ với em gái, để tìm một người như thế này thì cũng khó đó ha. Ừ. Nhưng anh không trách được, em cũng chính xác, bởi vì chúng ta không rung động. Nhưng mà biết đâu trong khoảng thời gian sắp tới hai bạn có những buổi cà phê với nhau, hai bạn hiểu nhau hơn, thì lúc đó tình cảm nó mới nảy sinh thì sao? Bởi vì một thân một mình ở Sài Gòn thì chị cũng không biết là em có nhiều bạn hay không. Nhưng nếu như em có một người đàn ông như thế này ở bên cạnh thì đó là một điều quá tuyệt vời. Chính xác là như vậy luôn đấy. Chúc các bạn thật nhiều may mắn. Đây sẽ là những... Bây giờ thì anh thoải mái tự tin giới thiệu những cái thông tin cơ bản về mình. Công việc, nghề nghiệp, địa chỉ, họ và tên của anh nhé. Rồi, xin mời anh. Tên Lâm Đức Nhỏ, sinh năm 1972. Rồi. Hiện tại đang ở đâu? Hiện tại đang làm ở Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Rồi. Anh cứ chủ động giới thiệu về bản thân của mình. Anh có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Điểm mạnh thì biết nấu ăn, không biết hút thuốc, không biết hút rượu. Không hút thuốc, không biết hút rượu. Rồi, đó là điểm mạnh đúng không? Anh có phải là kiểu người đàn ông gia đình không? Biết nấu ăn, nấu nhiều món không ạ? Biết nấu ăn được chứ không ngon. Nó ở tầm mức độ như thế nào? Cũng như tạm được thôi. Tạm được là vẫn biết nấu đúng không? Nó biết nấu thôi. Tại vì mới ly hôn vợ. Anh tự nấu thôi. Anh ly hôn vợ mấy năm rồi? 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi. Thế bây giờ cơm nước của anh thì anh ăn uống ra sao? Anh tự nấu à? Anh tự nấu. Anh tự nấu anh ăn. Rồi. Còn theo anh cái điểm nào là điểm yếu của mình? Yếu thì chỉ làm việc hơi chậm chứ ăn cơm hơi chậm thôi. Ăn cơm chậm. Ăn cơm chậm. Rồi, làm việc hơi chậm, ăn cơm chậm. Anh có sở thích là ca hát à? Ca hát cho chút chút. Anh nhìn thẳng, anh phải tự tin lên, anh phải thoải mái lên, lên sân sân khấu là anh ngại nữa đó, là không có kiếm được bạn gái đâu á. Anh phải thoải mái, phải tự tin lên. Anh sinh năm 72 mà. Em sinh năm 96 thôi. Anh cứ con cháu anh thôi. Anh cứ thoải mái nhá. Dạ. Làm bài một đoạn hát nào đấy cho không khí nóng lên. Anh cứ thể hiện đi. Tại lên sân khấu anh cũng thể hiện cho cái cô gái đó biết về anh. Anh ạ. Mình phải dùng lời ca tiếng hát. Ca bài bài nào? Dạ vâng, anh thích ca bài nào ca thích ca nhất thì chơi ha. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vui cao vời vợt. Em ơi sống là bao ơi là thế, đời sống không được bao ơi là bao, được bao năm là thế. Cái bài này nó có cha đấy. Nếu mà được chọn lên sân khấu thì anh có nhảy tí cha được không? Được. Mình làm một chút, anh hứa với em đấy đó. Mấy nước quay luôn á. Làm tí điệu cha cho thoải mái à. Cái cô gái đó cứ... Mình chả có cái gì mà. Chả nhá cứ lên không à. Dạ. Bây giờ anh mô tả chi tiết một chút về cái cuộc hôn ly hôn của mình á. Lý do ở không hợp nhau thì ly hôn. Hai anh chị là sống với nhau bao nhiêu năm à? Hồi từ năm 2002. À. Ly hôn cách này 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi rồi là 2021. Thế bây giờ sống với nhau là 19 năm á. Sống với nhau 19 năm.
mà Lý kết thúc 19 năm chung sống mà kết thúc lý do không hợp à? Lý do không hợp. Thế sao sống với nhau 19 năm mà lý do lại là không hợp? Mình không biết lý do sao. Tại vợ với hết chuyện nợ mình không hiểu luôn. Cụ thể ra mọi thứ chia sẻ là phải cụ thể ra. Theo anh không hợp ở điểm nào á? Thì ít đó mà lãng mạn rồi đó. Thì mình nó làm đó mà. Vậy đó thì vợ rất lãng mạn. Nghĩa là vợ anh thích lãng mạn. Không hợp. Đối với anh là anh cảm nhận thấy là không hợp. Tại sao mà ngay lúc đầu đã thấy mấy lần đầu tiên đã thấy không hợp rồi, sao để đến cuối cùng, để đến 19 năm rồi mới thấy như thế? Lúc đầu thì cũng hợp, rồi lúc sau thì mới thấy không hợp thì đó. Bây giờ là biểu hiện đầu tiên là vợ anh thích lãng mạn, nhưng mà anh không làm được. Anh khô khan lắm rồi. Cũng như mình nó làm không rồi thì vợ mình thích ăn chơi vậy không? À, vợ hơi ăn chơi đúng không? Có khi nào anh vô tâm không? Mình nó làm nó cũng ít, nhiều khi ít quan tâm tới vậy đó. Nói chung là lo làm, không quan tâm tới. Anh, vợ anh là có, anh với vợ anh là có mấy cháu rồi? Có một cháu. Đang ở với ai? Đang sống với mẹ. Đang sống với mẹ. Anh có chu cấp gì cho cháu không? Cũng có. À, anh có quay lại thường xuyên ở bên đó không? Không, mất liên lạc với vợ luôn. Mất liên lạc với vợ. Thế anh thăm con của gì? Thăm con thì con có gọi điện cho ba. À, anh mất liên lạc với vợ nhưng mà anh giữ được liên lạc với con. Con trai, con gái anh? Con gái 19 tuổi. Con gái 19 tuổi giữ liên lạc với ba. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm của mình là lo cho cháu đúng không? Ai là người đề nghị là chấm dứt cái cuộc hôn nhân này ạ? Vợ. Xong anh có lưu kéo không? Không đó. Cũng như vợ mình muốn như vậy thì thôi, mình nếu kéo thì cũng quậy thôi. Thì cho mỗi người một đường đi. Trong cái thời gian mà ly hôn đấy, anh có đi tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh không ạ? Cũng có qua trên mạng mà thấy không hợp thì mới chỉ chơi thôi chứ. Quen trên mạng á? Anh hay tìm bạn quen trên mạng bằng cái phương thức nào? Như mình vô hội độc thân á, rồi hội độc thân. Người nào mình đăng lên thì mình lẫn chơi vậy đó. Lẫn chơi à? Ghê vậy. Hội độc thân là anh hay vô chỗ nào? Bạn muốn hẹn hò online thì sao? Trên cái bộ mấy người bạn đăng ký giùm á. À, trên Facebook vậy đó. Dạ, trên Facebook ha. Rồi, có tìm hiểu được ai không? Thấy không có người nào hợp với nhau thì mới giờ đăng ký lên chị hò đi. Dạ. Rồi rằng anh có một cuộc ly hôn rồi, có một bạn gái bắt đầu là với vợ sống 19 năm mà bây giờ lý do là không hợp. Mình nói cụ thể hơn giùm em, ví dụ mình không hợp đi, không hợp ở điểm nào? Ví dụ như là để tụi em không phải là tò mò mà muốn tìm hiểu để về cái tình trường hay là cuộc ly hôn cũ đâu, mà khơi lại cái chuyện đó đâu. Tụi em chỉ muốn nghe câu chuyện của anh để tụi em tìm một cái người đối tượng phù hợp với anh hơn, tránh những cái trường hợp mà anh lại phát sinh ra những cái vấn đề ví dụ như không hợp với anh đó, nên anh phải kể cho tụi em nghe không hợp chỗ nào ha. Như vợ mình thì thích lãng mạn á, thì mình thì lo làm đó mà không có đáp ứng được. À, dạ, vợ thích lãng mạn còn mình thì là lo làm, mình không đáp ứng được cái đó, hay là bản tính của mình là khô khan xíu. Tấn anh cũng ít nói, trầm tính. Ừ. Với lại ít thổ lộ đúng không? Ừ. Nhưng người vợ thì mày muốn thổ lộ nhiều hơn đúng không? Ừ. Nhưng mà đỉnh điểm sao hai anh chị chia tay? Vợ thấy hết chuyện nợ gì đó.
Ờ, vợ nói vậy luôn. Rồi vợ đưa đơn luôn. Có cô đấy, chị vợ đấy lúc đấy là có dấu hiệu của người thứ ba không? Hay là chỉ đơn giản là hết duyên thôi? Mình cũng chưa bắt được quả tang nữa. Lúc đó là hay đi đâu hoài à. Còn dấu hiệu? Nói chung là vợ chủ động. Vợ chủ động là nói là hết duyên nên đưa đơn luôn. Và lúc đó anh đồng ý liền luôn hả? Cũng vài tháng vậy đó mới chịu ký. Nhưng mà lúc đó con anh mấy tuổi? Lúc đó 19 tuổi. À lúc đó là 19 tuổi rồi, là đi hôn được. À 19 năm. Ở được 19 năm. Anh ly hôn mình hồi năm nào? Cách đây 2 năm rưỡi. Rồi con em bây giờ 21 tuổi. Năm đó mới 19 tuổi. Ly hôn lúc lúc con 17 tuổi chứ. Vậy giờ là con sống với anh hay sống với mẹ? Sống với mẹ. Anh mày hát được không? Ngày tí cha được không? 65 tuổi. 65 cuộc đời. 65 cuộc đời. Anh bây giờ anh đến với một cái cuộc hôn nhân mới, tìm hiểu một người bạn mới á, thì anh đã chuẩn bị được những gì rồi? Có tiền đủ đám cưới rồi. Đám cưới hả? Có đủ tiền đám cưới là nhiêu tiền mà nói đủ đám cưới? Chứ em không thở, hôm trước em đám cưới em thấy quá nhiều tiền. Nói thở. Hả? Thì mình làm công nhân thì cũng đâu có được nhiều như người ta. Anh làm công nhân viên thủy sản hả? Là anh làm cái gì trong bộ phận đó? Công nhân bình thường. Công nhân chế biến hay là đóng gói hay là gì? Đóng gói bình thường. Công nhân đóng gói là công ty nào anh? Công ty thủy đặc sản xe phim mét. Xe phim mét hả? Rồi thì là nó nằm ở Bình Chánh luôn ha. Khu công nghiệp Bình Chánh. Rồi lương anh ổn không? Lương tháng nhiêu nè? 9-10 triệu. Trời ơi, lương tháng 9-10 triệu là cũng hở cao rồi đó. Chứ ở đó mà nói là lương cũng thấp, là chút tài khoản nó cũng nhiều rồi nha. Nhà cửa anh sao? Ví dụ như ly hôn với vợ có phải chia tài sản hay cái gì không? Quê ở Sóc Trăng. Là bây giờ vợ với con anh đang ở đâu? Nghe nói Bình Dương vậy đó. Là ngày xưa là anh ở Sóc Trăng xong rồi sau đó anh mới lên đây, là anh đi làm ở Sài Gòn. Là anh mới lên đây cách đây bao lâu rồi? 10 năm. Anh lên 10 năm. Nhưng mà vợ con anh ngày xưa là sống ở đâu với anh? Sống ở cùng quê ở Sóc Trăng. Cùng quê ở Sóc Trăng luôn. Nhưng mà anh đi làm là anh đi làm ở Sài Gòn hả? Lúc đó hai vợ chồng lên Sài Gòn làm hết luôn. Lúc đó hai vợ chồng lên Sài Gòn làm hết luôn. Vậy ở Sài Gòn thì anh ở 10 năm rồi thì anh có mua nhà được hay là cái gì chưa? Chưa. Giờ là hai mẹ con là đang ở đâu Bình Dương nên mình cũng không có liên lạc, mình không biết luôn. Vậy là mình không có thăm con gì hả? Anh có liên lạc với con không? Có điện thoại liên lạc mà không chứ có sao không cho biết địa chỉ. Có gọi điện với con nhưng mà không có. Rồi. Bây giờ là anh đang ở trọ. Nếu mà lấy vợ về thì hai vợ chồng ở trọ. Ở trọ cũng được. Hai vợ chồng cùng làm cũng được. Nhưng mà ở quê mình có đất đai hay cái gì không anh? Không, phải nhà gần chợ đó. Không có đất luôn. Nhưng mà nhà cửa ở dưới thì là của ông bà hả? Mình có được thừa hưởng hay gì không? Cha mẹ. Ba mẹ anh còn không? Còn mẹ. Nhưng mà sau này ví dụ như ba mẹ mất thì ví dụ như là mình có định anh lớn tuổi hơn là lấy vợ thêm, anh đi thêm bước nữa thì anh có nghĩ là sẽ đi về Sóc Trăng không? Như về ở cũng được. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn là như thế nào? Ví dụ như trải qua cuộc hôn nhân lỗi dở như anh được không? Cũng được. Rồi ta có con có cái này kia, ta đang nuôi con người ta thì anh ok không?
Con đừng có đông quá. Con đừng có đông quá, nhưng mà một hai bạn thì vẫn được mà đúng không anh? Ừ. Ví dụ như tầm tuổi 45 này kia, 40-45 là giờ con cũng lớn rồi. Rồi. Bây giờ cái ngoại hình á, anh miêu tả chi tiết là anh thích ngoại hình như thế nào? Cao khoảng 1m6 như lên. Rồi, cái gì nữa anh? Chừng 50-60kg gì cũng được. Rồi, bây giờ mắt, mũi, miệng. Rồi da trắng, da đen, tóc dài, tóc ngắn. Anh chọn mẫu nào? Anh có cái mẫu hình nào nhất định không? Ví dụ thích ai không? Để tụi em nhìn vô là tụi em biết rồi. Ca sĩ, nghệ sĩ nào nổi tiếng hay gì đó? Diễn viên hay gì đó. Nhìn vô cái mẫu người đó là thích liền rồi đó. Thích trong liền có khoảng em sẽ cắt tường cũng được. À, em sẽ cắt tường. Rồi. Mẫu được đẹp. Dạ. Vậy tường là đẹp quá rồi. Rồi còn gì nữa anh? Chính người trong làm thành phố vậy đi, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Để anh qua lại đúng không? Rồi còn gì nữa không? Quê quán người ta anh có quan trọng không? Hay làm việc ở thành phố là được rồi. Làm thành phố rồi. Rồi anh cho em 3 điểm anh không thích ở người phụ nữ. Cái nào không thích về tính cách, về ngoại hình luôn, cái nào không thích thì cứ liệt kê ra. Không thích gầm gàm. Không thích gầm gàm. Nhưng mà anh ít nói quá, cho anh nói nhiều một xíu đi. Chứ bây giờ hai người mà về mà ít nói luôn là ai nói, rồi ai nghe. Đúng không? Nói đúng không? Nhưng không thật lòng. Không thật lòng. Rồi còn gì nữa không? Không. Gì nữa nè, trong điểm cái anh nè, về ngoại hình anh không thích, ví dụ như không thích cái gì của người phụ nữ, về ngoại hình cũng được chứ không cần tính cách. Ví dụ như có thích sơn xăm môi, xăm chân mày hay là sơn móng tay móng chân cái gì không? Không thích xăm mình. Không thích xăm mình. Xăm nhỏ nhỏ hay tay được không? Được. À, không thích xăm lớn rồi đúng không? Con này con kia thôi đúng không? Công việc của bạn nữ đó thì anh yêu cầu phải như thế nào? Công việc thì... Công nhân nha, được không? Cũng được. Công nhân được ha. Nếu mà có chỗ nào ở rẻ vậy thì tốt. Ở rẻ ok đúng không? Rồi em cho anh ở rẻ luôn. Rồi về làm giấy tờ đi, em cho anh ở rẻ. Rồi. Đó, anh còn yêu cầu gì về bạn nữ đó, thì anh cứ nói nhá. Anh có yêu cầu gì nữa không? Lỡ thời cũng được. Lỡ thời mà chưa có chồng nữa. Lỡ thời chưa chồng, được luôn đúng không? Rồi, về ca hát, nhảy, này kia lên sân khấu ha. Rồi, chuẩn bị giấy tờ đi là được rồi. Rồi, anh còn gì muốn chia sẻ với tụi em nữa không? Có gì điện thoại nói chuyện thêm. Dạ đúng rồi, ok. Tụi em còn cái cuộc hẹn đó riêng để anh nói chuyện với anh nữa. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Anh nhỏ ha. Rồi, em chào anh. Em mời bạn cứ thêm. Anh để mic ở đó rồi.